Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Cái đề tài này đó là một cái đề tài muôn thuở, nói hoài nhưng mà nó cũng không có hết. Tại vì sao? Ngày hôm nay á, có rất là nhiều bạn trẻ ở trong Việt Nam đi ra nước ngoài sống một thời gian làm YouTube. Nó không biết rằng các bạn trẻ này đó khi sống ở Việt Nam thì cái điều kiện sống như thế nào không biết, nhưng mà cứ ra nước ngoài là bắt đầu than. Tại sao ra nước ngoài than? Thì lát nữa Thùy Dương sẽ nói. Mà các bạn thường thường than thở gì, ví dụ như các bạn qua Mỹ định cư thì các bạn nói rằng là ở Mỹ rất là khổ. Ở Việt Nam bây giờ cái gì cũng có hết. Muốn ăn fast food hay là muốn ăn cái gì cũng có hết đó. Ở Việt Nam sướng hơn. Còn ở Mỹ thì cực hơn, khổ hơn, khó khăn hơn. Thì để Thùy Dương đi sâu vào cái đề tài này một tí xíu. Những người mà ở trong Việt Nam á, mà những cái du học sinh á, đa phần là ai? Là những người có tiền, cha mẹ có tiền, giàu có. Du học sinh á, có số ít á, là đi theo cái diện học bổng. Mà nếu du học sinh mà đi theo cái diện mà học bổng á, là đa số là người ta không có than. Tại vì để có được cái suất học bổng đi du học á, là các bạn đó đã phải nỗ lực rất là nhiều ở tại Việt Nam để có được cái suất học bổng. Các bạn học nhiều hơn những đứa trẻ khác, các bạn học nhiều hơn những người bạn bè cùng trang lứa. Tại sao các bạn phải nỗ lực học nhiều hơn để chi? Để giành được cái suất học bổng đó. Học bổng đó là cái gì? Là các bạn được đi ra nước ngoài học mà không cần phải tốn tiền, đóng học phí. Ví dụ như một du học sinh bình thường đi qua Mỹ, đi qua Úc học thì cần phải có cái chi phí, gia đình phải có tiền thì cái người bạn đó mới có thể đi ra nước ngoài học được, mướn nhà không, chi phí ăn uống rồi. Còn khi mà cái người du học sinh đó mà được cái học bổng là gần như tất cả mọi chi phí là cái nước ở đó người ta lo hết, đúng như vậy không? Thường thường đó, những cái người mà ở tại Việt Nam á, những cái đứa du học sinh á, mà đi từ Việt Nam qua mà cha mẹ ở Việt Nam có điều kiện thì những cái đứa đó khi mà được đi du học ở nước ngoài nó sẽ không chịu nổi những cái áp lực khi mà ra cái thế giới bên ngoài. Ví dụ như Thùy Dương nói là nước Mỹ. Khi mà đi qua Mỹ đó, một cái đứa trẻ ở tại Việt Nam, một cái đứa học sinh sinh viên đó ở Việt Nam không làm gì động tới móng tay móng chân hết, tại vì cha mẹ cưng, cha mẹ chiều, làm có tiền ở Việt Nam cưng chiều, thậm chí là đi học là cho xe chở tới trường xong rồi chiều trở về. Còn ở ngoài đây những cái quốc gia tư bản đó họ không có cái chuyện đó. Cho dù rằng con của nhà giàu cũng vậy, là sáng tự động thức dậy, tự động đi đến trường, có phương tiện công cộng đó tự động đi đến trường, tự động về. Rồi đến đủ 18 tuổi đó, sống riêng, tự động lo lắng cho cuộc sống của mình, quần áo của mình mặc tự giặt, đồ ăn thức uống tự mình lo đi mua về nấu ăn. Cái xã hội bên đây ngay tại Na Uy cũng vậy, thậm chí có những người Na Uy nhỏ nhỏ thì Dương biết, tại vì thì Dương đang đang sống tại Na Uy mà. Thì có rất là nhiều lần thì Dương gặp những cái người bạn trẻ họ làm cái công việc như là lái xe taxi, thì Dương đi thì Dương hỏi rất là ngạc nhiên, họ nói rằng là tôi đã tự lập từ lúc mà tôi 14 tuổi. 14 tuổi là tôi bắt đầu tôi làm những cái công việc kiếm thêm tiền rồi. Và khoảng 18 tuổi là tôi dọn ra riêng tôi ở. Và tôi có người yêu. Đó, tôi sống với người yêu. Và tôi đi làm tôi kiếm tiền và tự những cái chi phí đó là tôi kiếm. Mà quý vị biết rồi, cái quốc gia Na Uy là một cái quốc gia có nền kinh tế, là một trong những cái nước có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới, là giàu nhất đó. Nằm trong danh sách những nước giàu nhất trên thế giới là có Na Uy. Nhưng mà người ta dạy con để cho con đó người ta tự lập, chứ người ta không dạy con để cho con nó thụ động. Thì những cái đứa trẻ ở tại Việt Nam mà giàu có đó thì khi qua bên Mỹ nó sẽ không chịu đựng được, tại vì ở bên cái xứ đó không có ai hầu nó hết, tất cả mọi chuyện liên quan tới bản thân nó phải tự làm, không ai làm giùm nó hết. Cái xứ của người ta là như vậy. Mỗi cái thì Dương nói lướt lướt qua thôi, chứ còn nói mà nói sâu nói kỹ quá thì thời gian 20 phút 30 phút thì nó không có nói hết được.
Rồi, ví dụ như những cái đứa trẻ này nó đi, nó ở Việt Nam đi, nó làm một cái điều gì đó nó sai phạm pháp luật. Cha mẹ nó có mối quan hệ, cha mẹ nó có tiền. Bẻ được cái luật pháp, bẻ được á. Cha mẹ đó dùng cái quyền lực, dùng tiền bạc đó để tác động tới luật pháp được á. Nhưng ra cái xứ này thì đừng có mong. Cho dù có làm bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, bộ trưởng kia cũng đừng có mong mà dùng cái quyền lực, dùng cái vị trí của mình để tác động lên luật pháp là không có. Ráng mà chịu, làm sai thì chịu. Đừng có mang mong rằng là lấy cái phong bì đi hối lộ à, để mà chạy tội chạy án, là chuyện đó không có. Đây cũng là một trong những cái cú sốc khi những người bạn ở trong nước đi sang nước ngoài. Chắc chắn một điều, hoặc là làm giấy tờ đó, thấy giấy tờ nó khó khăn quá. Trời ơi, tôi ước gì tôi còn ở Việt Nam á, chỉ cần cha mẹ tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, tất cả mọi giấy tờ đều được giải quyết hết. Còn ra ngoài đây mình phải làm theo trình tự của nó, làm theo yêu cầu của nó. Cảm thấy khó chịu quá, sau này chờ đợi lâu rắc rối này kia nọ. Hoặc là mỗi khi mình gặp nạn á, mình ước gì tôi nó giống như Việt Nam, tôi có thể bỏ phong bì để mà cái sự việc nó đi nhanh hơn. Nó là như vậy. Chúng ta đã quen sống ở Việt Nam rồi. Khi mà chúng ta đi qua những cái quốc gia tư bản này, chúng ta không có quen, chúng ta bị sốc. Và khi bị sốc như vậy đó thì chúng ta làm YouTube, chúng ta chê. Đó là những người mà qua nước ngoài 2-3 năm đầu tiên là đều bị sốc hết. Sốc văn hóa, sốc ngôn ngữ, sốc về luật pháp, về môi trường sống, sốc đủ thứ hết. Nhưng mà qua bên đó ở được, vượt qua được năm thứ 3, năm thứ 4 là không muốn về Việt Nam nữa. Đa số như vậy. Ngay tại Na Uy này cũng vậy, những quốc gia khác cũng vậy, chứ không phải rằng là ở Mỹ. Mới qua là sốc toàn tập, tại vì sao? Chưa có thích nghi, chưa có quen. Và nhất là những người giàu có ở Việt Nam mà đi qua những cái quốc gia này, tất cả mọi thứ mình phải dùng cái bàn tay của mình để mình làm thì mình không có quen. Rồi có một số người đó, ở một thời gian á, thì họ đi về Việt Nam, họ thấy Việt Nam sướng. Bây giờ Việt Nam cái gì cũng có. Thì Dương thấy có một người họ viết như thế này: Việt Nam bây giờ cái gì cũng có, sướng hơn ở Mỹ. Mày về Việt Nam với hai bàn tay trắng như lúc mày qua Mỹ rồi nói tao nghe sướng thế nào. Cái câu này nó rất là hay, rất là hay. Khi mà người ta ở Mỹ một thời gian, người ta có tiền rồi đó, người ta quên đi cái lúc mà người ta đi qua Mỹ như thế nào. Người ta cố tình người ta quên đi cái lúc mà người ta ở Việt Nam người ta sống như thế nào, người ta quên đi. Và lúc khi mà người ta ở Mỹ, người ta có tiền rồi, bắt đầu người ta về Việt Nam. Lúc này hả, muốn cái món đó phải không? Cái chỗ ba vũ trường đó phải không? Ngày xưa còn ở Việt Nam không dám bước chân vào. Sau 5 năm, 10 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam. Ôi, Việt Nam bây giờ cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có là sao? Cũng có và anh bước vào được là bởi vì trong túi anh nó có tiền. Nó khác với anh 10 năm trước. Và anh thấy sướng là bởi vì anh bây giờ so với ngày trước anh khác. Chứ không phải là Việt Nam ngày xưa nó không có. Ngày xưa anh không có, bây giờ anh có. Ngày xưa anh không có cho nên anh thấy ở Việt Nam á có cái đó anh không thấy, tại anh đâu có điều kiện để anh bước vào nó. Đúng không? Rồi bây giờ anh thấy Việt Nam cái Việt Nam cái gì nó cũng có hết là bởi vì bây giờ trong túi anh có tiền. Nhưng mà cái nguyên nhân làm sao mà ủa sao 10 năm trước anh không có tiền? Anh ở Việt Nam mà tại sao 10 năm trước anh không có tiền và anh không dám đặt chân vô những cái chỗ ăn chơi đó? Và anh không dám nghĩ tới cái món hàng mắc tiền đó. Tại sao? Nhưng sau 10 năm anh đi đến Mỹ rồi, anh về Việt Nam anh thấy ồ Việt Nam cái chỗ đó vậy 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 rồi có bán túi này túi nọ. Tại tại sao? Tại cái đơn giản là gì? Bản thân anh đã thay đổi. Thay đổi là bởi vì trong túi anh sau một thời gian anh đến Mỹ anh có tiền. Và anh đi từ Mỹ về Việt Nam, anh không đi bằng hai bàn tay trắng mà anh đi với cái quốc tịch của Mỹ. Và anh đi với cái thẻ ngân hàng, trong cái thẻ ngân hàng đó có tiền đô la. Chứ không giống như ngày trước, anh đi từ Việt Nam đi qua Mỹ với cái quốc tịch Việt Nam, cái quốc tịch không có giá trị và cái tiền hồ không có giá trị. Anh bước qua bên đó, anh tạo dựng lại tất cả và anh kiếm tiền từ trên cái xứ tư bản đó. Anh đem tiền từ cái xứ tư bản đó về Việt Nam anh xài. Bây giờ mình nói cái chuyện du học sinh đi. Đã là du học sinh á thì quý vị biết không, nó đi ra nước ngoài nó phải làm việc gấp mấy lần so với cái học sinh ở tại cái bản xứ, tại cái nước đó. Tại sao?
Du học sinh ra nước ngoài vừa phải sao học lại cái văn hóa, vừa phải học lại đường đi nước bước, vừa phải tập thích nghi với cái môi trường sống mới đó. Sáng đi học, chiều đi làm về, lo đồ ăn thức uống, tất cả mọi cái thứ liên quan tới cái đời sống của cái đứa du học sinh đó hoàn toàn bị xáo trộn, thay đổi hoàn toàn. Nó không có giống như tại Việt Nam. Ví dụ như tại Việt Nam, ở sáng đi học, cái trưa về nhà có cha mẹ nấu sẵn cho ăn, ví dụ vậy. Đó là dân Sài Gòn ha, còn dân mà học sinh sinh viên ở tỉnh đi vô thì không nói. Mà tôi nói rồi, cái dân mà du học sinh đa số là dân nhà giàu đó. Thì từ cái chỗ mà ở trong gia đình có người chăm sóc hết, đi ra bên Mỹ thì tự sống, tự lo một mình, thì họ phải dùng thời gian nhiều hơn để cho thích nghi, hội nhập với cái đời sống mới đó. Và phải đi làm cực khổ không, vất vả không, đi học phải thi, phải cử, phải nghiên cứu này nghiên cứu kia đó, rồi phải gặp bạn bè giao lưu tiếp xúc học hỏi, tại vì cái văn hóa khác nhau. Mà cái xứ Mỹ rồi là cái xứ mà rất là nhiều du học sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới về đó, đúng không? Tập nói chuyện với những người này, nói chuyện với những người kia để học hỏi những cái văn hóa từ những quốc gia đó để mình mở mang. Thùy Dương có coi một cái YouTube của một gia đình sống ở Mỹ đi về Việt Nam. Quý vị biết rồi, ở bên Mỹ người ta ăn Tết, cộng đồng người Việt ở Mỹ đông, nhưng mà người ta sống ở Mỹ thì người ta cũng chịu cái ảnh hưởng về cái sinh hoạt của Mỹ, chứ không phải rằng là người ta sẽ sống theo cái kiểu như Việt Nam. Thì ví dụ như cái ngày đó đó là cái ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, thì ở Mỹ người ta có tổ chức, thì người ta chỉ chọn ra có một ngày, ngày đó đó người ta tổ chức, người ta diễn hành trên đường phố, người ta mặc áo dài, người ta đốt pháo, người ta múa lân, vân vân các kiểu. Trong khi ở Việt Nam thì nghỉ Tết là 10 ngày, 11, 12 ngày gì đó. Thì ở tại Mỹ, người Việt của chúng ta ở bên đó thì ăn Tết của Việt Nam chỉ ăn có một ngày thôi. Tại vì cái ngày đó nó không có trùng với cái ngày Tết Tây. Ở Mỹ là họ ăn Tết Tây, ví dụ như tại Na Uy đi. Cho nên khi mà nhiều khi Thùy Dương nói mà Thùy Dương chồm chồm qua những cái nước khác rất là khó nói. Mà họ nói ngay tại ở Na Uy nó dễ hơn. Ví dụ như tại Na Uy, học sinh á, nó bắt đầu nó nghỉ học từ ngày 22-23, mỗi một năm nó sẽ có cái lịch nó thay đổi ha. Thùy Dương giả sử, thì tại vì bên Na Uy là một cái quốc gia quốc giáo, thì tới cái ngày mà gần Giáng sinh đó, thì ở tại Na Uy này học sinh sinh viên nó nghỉ nhiều lắm, nó kéo dài. Thì cỡ khoảng như là 22-23 tay vậy là học sinh đã nghỉ học rồi, nó nghỉ cho tới qua năm mới luôn. Ví dụ bây giờ học sinh nó nghỉ từ ngày 22 tây đi. 22 tây, ví dụ như tháng 12 đó có 31 tây. Thì quý vị bao nhiêu ngày rồi? 9 ngày. Rồi nghỉ ngày 1 tây. Đó là 10 ngày, đúng không? 10 ngày. Mà ngày 1 tây đó mà nó rơi vào ngày thứ hai nữa thì sao? Đó. Vân vân ha. Thì ở bên Na Uy nó cũng nghỉ dài ngày đối với du học sinh. Ở Na Uy nó cũng nghỉ dài ngày đối với học sinh sinh viên. Còn người công nhân nông dân lao động thì sao? Thì những người mà đi làm á, họ sẽ được nghỉ vào cái ngày 23 hoặc ngày 24. Đó. Ngày 23, 24. Đó. Rồi có thể ngày 25 hoặc là ngày 26, giờ 26, 27 gì đó. 27, 28 gì đó, có thể họ đi làm lại một hai ngày gì đó. Rồi tới cái ngày đầu năm á, ngày mùng 1, họ tiếp tục nghỉ. Thì có nghĩa là cái người lao động ở bên Na Uy, nếu mà tính vào cái thời gian nghỉ vào những cái ngày cao, gọi là những cái ngày mà lễ hội lớn á, những cái ngày lễ lớn á, thì họ cũng nghỉ, chứ không phải họ không nghỉ. Ha, họ cũng nghỉ. Nhưng mà còn cái ngày lễ mà Tết nguyên ngày Tết nguyên đáng ở tại, ví dụ như tại Na Uy, là tại vì cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở ngoài đây không có nhiều. Không có nhiều. Cho nên nếu như chúng ta tổ chức tiệc, tổ chức Tết cho cộng đồng ở bên đây thì chỉ chọn được cái ngày cuối tuần nào đó, có thể tổ chức trước khi mà Tết ở Việt Nam diễn ra hoặc là tổ chức sau khi Tết ở Việt Nam diễn ra. Thì Dương nói khúc này chắc có nhiều người rối không hiểu. Ví dụ như là cái ngày mùng 3, cái ngày mùng 1 nó rơi vào cái ngày mùng 1 Tết ở Việt Nam á, nó rơi vào ngày thứ hai. Thì ở tại Na Uy này người ta không thể nào, cộng đồng người Việt ở đây không thể nào tổ chức Tết vào cái ngày thứ hai đó được. Và người ta phải mướn cái hội trường, người ta phải mướn cái hội trường, mà đâu phải mướn cái hội trường vào cái ngày thứ bảy
cùng chung cái tuần đó ở tại Việt Nam, ví dụ như là ở Việt Nam thứ hai thì người Việt ở đây tổ chức là có thể tổ chức thứ bảy hoặc thứ sáu, thứ bảy đi, thứ bảy. Nhưng mà nhiều khi mướn cái hội trường đó thứ bảy tuần đó không có trống, có người khác mướn rồi thì họ buộc phải dời lại cái tuần sau nữa để họ mới có thể tổ chức Tết được cho cộng đồng. Tại vì Na Uy là một cái nước không phải như Việt Nam, và cộng đồng ở đây sống là khoảng 27-28 ngàn người, nhưng mà sống rải rác khắp mọi nơi hết chứ không phải tập trung có một chỗ. Thì cái việc mà tổ chức Tết là chỉ tổ chức có một buổi thôi, ví dụ như từ 12 giờ trưa bắt đầu cho tới là 7-8 giờ tối là hết, như vậy thôi. Bữa hôm sau người ta còn phải đi làm, tại người ta sống, đang sống là đang sống tại Na Uy. Và cái thời gian mà Tết ở tại Việt Nam thì ở Na Uy lại là mùa đông, đường xá đồ tuyết nó rơi bậy bạ đó, nó khác, người ta không có nghĩ Tết nhiều. Tại vì sao mà Thùy Dương nói dài dòng cái vụ này, nói để cho các bạn biết rằng là ở nước ngoài người ta có ăn Tết, nó không ăn Tết giống như tại Việt Nam. Tại vì ở nước ngoài là cái nước đó, người Việt của mình sống là họ phải sống theo cái nước đó, chứ họ không thể sống theo kiểu như Việt Nam. Ở Việt Nam người ta nghỉ Tết 10 ngày, cái là ở nước ngoài cùng thời điểm đó là ở nước ngoài người ta cũng nghỉ Tết 10 ngày, người ta không có nghỉ cùng thời điểm giống như Việt Nam. Nhưng mà người ta sẽ nghỉ những cái ngày khác, người ta sẽ nghỉ những cái ngày khác. Thì người Việt Nam á, sống ở nước ngoài họ không thể nào họ ăn Tết kiểu như Việt Nam được. Rồi họ không có người thân ở tại nước ngoài nữa thì họ phải đi về Việt Nam. Họ đi về Việt Nam ăn Tết. Thì Thùy Dương thấy có cái gia đình đó nó trời ơi, ở Việt Nam năm nay ăn Tết lớn lắm. Ăn Tết lớn lắm. Coi tới khúc đó mà mình cười trong bụng. Cô ăn Tết lớn là ăn Tết lớn với gia đình của cô. Chứ còn những người xung quanh cô có thấy người ta ăn Tết lớn không? Cho nên nhiều khi coi những cái video họ làm YouTube quý vị. Họ làm YouTube. Nó ăn Tết mà ăn Tết tới mùng 9, mùng 10 luôn, họ còn chưa bán lại nữa. Thường thường đó quý vị, mà người Việt ở nước ngoài đi về Việt Nam, họ có tiền. Cho dù cỡ nào chăng nữa họ cũng có tiền. Họ không bao giờ thiếu tiền hết. Người Việt ở nước ngoài không bao giờ thiếu tiền. Họ có đi làm là họ có tiền. Còn những người mà gọi là homeless, không đi làm mà chờ xã hội nuôi, chờ chính phủ nuôi, họ cũng có tiền. Họ vậy đó chứ, mà họ cũng có tiền để họ gửi về. Nếu mà họ có người thân trong Việt Nam, họ cũng có thể là gửi cho 100 đô, 200 đô một tháng cho người trong Việt Nam đó. Cái homeless ở nước ngoài vậy đó, mà ta có tiền người ta gửi, người ta cho người thân ở trong Việt Nam. Còn ở Việt Nam mà giàu có quá toàn là ngồi đó có chuyện gì cũng gọi ra nước ngoài. Ừ, em cần mua cái này, em cần mua cái kia, là gọi điện thoại qua là nhờ người ở nước ngoài cho tiền không. Cái này thì Dương không có chỉ trích phê phán, nhưng mà có nhiều đứa dư luận viên nói Việt Nam giàu có lắm. Giàu có thì đừng có réo gọi ở nước ngoài. Nhưng mà réo gọi như vậy thì cái tiền đô ở nước ngoài gửi về. Thì quay lại cái chuyện mà có người Việt ở Mỹ đi về Việt Nam. Tại vì Dương đã nói rồi, nói rất là dài dòng, nó đi nói lại thì Dương sợ bà con trong nước khó hiểu. Thật sự là khó hiểu. Mình đi ra nước ngoài một thời gian xong mình nhìn mình mới hiểu ra được cái vấn đề, chứ còn nhiều khi thì Dương nói là không hiểu. Ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Na Uy người ta không có tổ chức Tết mà gọi là ăn Tết, từ ngày 23, 23 cúng đưa ông táo về trời, 25, 26 tảo mộ, rồi đưa ông bà đi, rồi cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 đồ, nghỉ ở nhà cúng, là ở bên đây người ta không có. Chỉ có một cái ngày đó thôi, ví dụ như tại Mỹ chỉ có một ngày, thì Dương đã hỏi bạn bè của mình cái ngày đó đó là cái ngày cộng đồng người ta tổ chức, ra ngoài đó người ta có trưng bày đồ ăn ở ngoài chợ bán này kia nọ là cái ngày đó. Thì trước đó người ta có bán bánh chưng, siêu thị có bán, nhưng mà không phải là người ta nghỉ làm giống như tại Việt Nam. Người ta có ăn Tết nhưng mà người ta sau đó ngày hôm sau người ta vẫn phải đi làm. Tại vì cái Tết là Tết của người Việt Nam chứ không phải cái Tết của người Mỹ, không phải cái Tết của những cái sắc dân sống trong đất nước Mỹ. Cái đó là Tết của người Việt Nam mà thôi. Thì người ta muốn trở về Việt Nam,
Người ta ăn Tết là bởi vì ở Việt Nam có chú bác họ hàng nội ngoại hai bên. Họ về họ gặp người này, họ gặp người kia. Mà khi họ về như vậy á, là họ mang đồ đạc của Mỹ về, mang bánh kẹo, mỹ phẩm, nước hoa, thuốc men của Mỹ về. Và họ đi như vậy, họ mang tiền đô về. Và khi họ mang tiền đô về đó, thì tiền đô đổi tại Việt Nam nó có giá trị nhiều. Đó, vân vân. Thì nếu như những người này đó mà họ đi từ bên Mỹ về mà trong tay của họ không có gì hết, họ không có tiền, đúng không, họ không có gì hết, trắng tay giống như lúc họ đi từ Việt Nam, thì họ có nói rằng là ở Việt Nam sướng không? Họ sẽ không bao giờ nói sướng. Tại vì khi nếu như họ đi từ bên Mỹ về mà trong tay họ không có tiền, mà nếu như họ ở đó 5 năm, 10 năm mà họ không lấy cái quốc tịch Mỹ, thì họ đi về Việt Nam đó, họ bệnh một cái đi vô bệnh viện thì lúc này họ sẽ sáng mắt ra liền. Họ sẽ không dám nói rằng ở Việt Nam sướng hơn đâu. Tại vì chính bản thân họ đi về Việt Nam nhập viện, họ trả tiền gần chết, rồi lúc này đó họ không có tiền, rồi họ hàng của họ ở Việt Nam. Rồi họ hàng của họ ở Việt Nam đối xử với họ làm sao? Không. Thường thường á là họ đi về Việt Nam á, lúc nào cũng vậy, họ muốn nở mặt nở mày là về mua cho ông chú cái này, mua cho ông cậu cái kia, về cho bà cô 50 đô, về cho bà thím 50 đô. Cái đó có thể được xem như là cái tình cảm quý, cho nên là cho tặng nhau, nhưng cũng là một cái cách để cho thấy rằng là mình nay nay khác rồi đó, nay mình có tiền rồi đó. Nhưng mà từ cái chỗ cho cái món quà như vậy, nó thay đổi cái nhìn của những người kia về mình. À, giờ ngày xưa nó nghèo nó khổ vậy chứ giờ về Việt Nam nó có tiền nó cho mình. Mình cho như vậy đồng thời mình cũng thể hiện, mình cũng cho người ta thấy rằng giờ tôi không còn nghèo như ngày trước nữa. Tôi không còn khó khăn như ngày trước nữa. Thì khi mà mình về Việt Nam bây giờ quý vị thấy rằng là 5 năm trước mình đi tay trắng như Thùy Dương bây giờ. 5 năm trước Thùy Dương rời khỏi Việt Nam, Thùy Dương đi. Trong túi Thùy Dương không có tiền gì hết, chỉ có cái bộ đồ mặc ở trên người thôi và một số quần áo đem theo thôi. Ngoài ra Thùy Dương không có cái gì ở trong tay hết, hai bàn tay trắng. Nếu bây giờ Thùy Dương trở về Việt Nam, chắc chắn rằng là Thùy Dương sẽ không về với hai bàn tay trắng. Thùy Dương về Việt Nam với cái quốc tịch Na Uy, là Thùy Dương là công dân của Na Uy. Và công dân của Na Uy thì khi mình muốn đi đâu cũng dễ hết á. Đi qua Úc hay là mình đi qua Canada cũng dễ. Đi đâu cũng dễ, đi qua Mỹ rất là dễ. Nhưng mà 5 năm trước Thùy Dương cầm cái quốc tịch Việt Nam đi qua tới Nga. Ôi trời đất ơi, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi cầm cái quốc tịch Việt Nam, cái passport Việt Nam. Tôi đi chung với lại cái anh đó là người Việt Nam nhưng mà quốc tịch Đức. Anh đi vô hàng cái anh đi trước tôi luôn. Anh đi qua bên kia còn tôi đứng bên tôi chờ. Chừng nào những người có những cái quốc tịch ở châu Âu rồi đó, họ đi trước xong hết đi rồi mới tới tôi vô xếp hàng tôi đi qua. Nhưng mà bây giờ 5, 6 năm sau, không, tôi cầm cái passport của Na Uy, tôi cũng đứng chung hàng với những người đó, tôi đi qua luôn. Còn những người công dân Việt Nam cầm cái passport Việt Nam đứng xếp hàng. Đó là hình ảnh của Thùy Dương 5 năm trước. 5 năm sau khi Thùy Dương về, trong tay của Thùy Dương có tiền. Và trên người của Thùy Dương sẽ sở hữu những cái đồ không có rẻ tiền. Nó không phải khoe, mình nói cho quý vị thấy. Là khi mà mình đến quốc gia tự do là mình có điều kiện. Thùy Dương về Việt Nam với một cái sự tự tin hơn là mình có tài sản ở tại nước ngoài. Ông, nhiều ít không cần biết, mà ít ra tôi có tài sản ở nước ngoài. Thứ mà tôi không có ở Việt Nam. Tôi sở hữu những cái đồ đắt tiền hơn. Ngày xưa tôi có một cái iPhone. Tôi có tiền tôi mua một cái iPhone thôi. Ngày hôm nay tôi không những tôi mua iPhone này, iPhone nọ, tôi mua iPad này, iPad kia, tôi mua những cái thứ khác, ví dụ vậy. Nó khác hoàn toàn so với 5 năm trước lấy mình ra. Và khi đi về Việt Nam ăn Tết đó, là mình mang tiền về chứ không đi bằng tay không. Và ở Việt Nam rồi, hãy cái gì á mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất là nhiều tiền. Mà người Việt Nam ở trong nước đó, rất là nhiều người khốn khổ. Tết vừa rồi ăn Tết lận đận lao đao, vô trong cái tin nhắn nhắn tin quá trời quá đất, kêu trời kêu đất, kêu sống năm nay ăn Tết khổ lắm. Thì Thùy Dương cũng không biết những người làm YouTube đó hàng ngày đó họ có nhận được những cái tin nhắn kiểu như vậy hay không, hay là chỉ có tụi những người giống như tụi Thùy Dương mới nhận được.
Những cái người Việt đó họ ra nước ngoài cũng giống như Thùy Dương cũng giống họ thôi, giống họ y chang. Những cái người đó có thể họ đi 20 năm trước, họ đi 30 năm trước, khi mà họ bước đi trong tay họ không có tiền đâu quý vị, tay trắng. Nhưng mà sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, tất cả đều có tài sản ở trong tay. Những cái thứ đó rất là khó khi mà họ có tại Việt Nam. Không đơn giản có, nhưng mà 10 người đi ra nước ngoài là gần như là 9 đến 9,5 người. Một thời gian sau họ đều tạo dựng cho mình được những cái cơ ngơi, cái cơ sở, hoặc là có công ăn việc làm, hoặc là có nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện. Thì khi họ trở về Việt Nam trong một cái hình hài khác thì họ lại nói là Việt Nam bây giờ sướng, Việt Nam giờ sướng lắm, cái gì cũng có. Như Thùy Dương nói hồi nãy, lúc ban đầu rồi, du học sinh đó, nó đi ra nước ngoài, cho dù trong Việt Nam nó giàu cỡ nào đi chăng nữa, nó có người phục vụ chăm sóc cho nó, nhưng mà nó đi ra nước ngoài tự nó phải lo hết. Không có ai mà dâng cơm dâng nước kiểu như tại Việt Nam. Tại vì cái xứ Mỹ nó không có cho người ta bóc lột sức lao động của người khác. Cái câu mà tư bản bóc lột là thằng Cộng sản nó tuyên truyền, nó ăn vào trong đầu. Thằng Cộng sản nó cố tình nó tuyên truyền là tư bản bóc lột. Nhưng mà tư bản bóc lột tại sao nó đưa con cháu nó ra nước ngoài? Tư bản bóc lột tại sao người Việt của chúng ta rất là mong chờ được một cái visa đi qua Mỹ định cư? Thì có nghĩa là gì? Tư bản không có bóc lột. Anh có làm, anh có hưởng. Anh làm nhiều, anh hưởng nhiều. Anh làm ít, anh hưởng ít. Ở tại Việt Nam, anh làm nhiều, anh hưởng ít. Thì cái xứ nào là cái xứ bóc lột? Vì vậy cho nên tại sao người Việt đi ra nước ngoài họ trở về trong túi của họ có đô la, còn người Việt ở trong nước đi ra nước ngoài phần đông là trong túi họ không có bao nhiêu tiền hết. Dựa vào đâu? Dựa vào cái việc mà hàng năm như vậy có khoảng 500.000 người lao động đi xuất khẩu lao động ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mà họ đi xuất khẩu lao động là họ không có tiền. Họ mới đi xuất khẩu lao động. Chứ người ta có tiền không ai đi hết. Đã không có tiền rồi còn phải mượn đầu này vay đầu kia, thế chấp đầu nọ để có được 6.000 đô để được đi qua Đài Loan, đi qua Hàn Quốc làm việc. Khi đi họ mượn nợ, trước khi rời khỏi Việt Nam họ mượn nợ. Nhưng mà sau 3 năm trở về họ ôm một cục tiền, họ trở về. Phải ra khỏi Việt Nam thì họ mới dư được. Còn trong Việt Nam là chỉ có nợ, đến từ nợ đến nợ thôi. Tại vì sao? Nó nói xứ tư bản bóc lột, mà cái xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó bóc lột 1 tỷ lần. Nó bóc lột 1 tỷ lần, cho nên người ở trong Việt Nam á, công nhân nông dân mà tầng lớp lao động trung bình sống rất là khổ, khổ vô cùng. Đừng có nhìn vô cái lớp mà giàu có Việt Nam, cái lớp đó chiếm một cái tỷ lệ nó rất ít, ít lắm, nó không có nhiều đâu. Mà đã vậy rồi còn về cái an sinh xã hội không có, cái phúc lợi xã hội không có nữa. Cho nên mà ngồi mà nghe mấy cái ông bà mà ở nước ngoài về nói Việt Nam bây giờ sướng lắm, thì quý vị cứ gặp họ mà nói đi về Việt Nam với hai bàn tay trắng đi, giống như 5-10 năm trước lúc mà mấy người đi á, thì mấy người coi có nhìn ở Việt Nam sướng hay không. Không lẽ bây giờ 5 năm trước tôi đi hai bàn tay trắng, 5 năm sau tôi về trong túi tôi có rủng rỉnh tiền, phải không? Ngày xưa tôi thích cái chai nước hoa đó, tôi mua không nổi. Bây giờ về cái bạn của mình, chỉ cần bạn người thân của mình nói tao thích cái nước hoa đó, em thích cái nước hoa đó, bỏ tiền ra mua liền. Cái mình nói Việt Nam giờ gì cũng có, không phải. Là do mình đã thay đổi, mình có đủ cái điều kiện hơn. Và cái sự đủ điều kiện ở đây là do mình rời khỏi Việt Nam, mình đến cái xứ đó nó cho mình có đủ cái điều kiện. Chứ không phải Việt Nam gì cũng sướng. Và những người Việt Nam giống như mình mà còn đang ở tại Việt Nam, họ không thể nào mua được những cái thứ mà mình có khả năng mình mua, tại vì họ vẫn đang tiếp tục sống ở tại Việt Nam. Cho nên cái câu mà Việt Nam bây giờ cái gì cũng có sướng hơn ở Mỹ. Mày về Việt Nam với hai bàn tay trắng như lúc mày qua Mỹ rồi nói tao nghe sướng thế nào. Cái câu này nó đơn giản dễ hiểu lắm, nhưng mà nhiều người họ quên đi. Họ quên đi, họ cố tình họ quên, tôi không biết. Nhưng mà có nhiều người đi qua Mỹ thời gian về ra dáng Việt kiều dữ lắm. Ra dáng Việt kiều ghê lắm. Mang mắt kiến hiểu này hiểu nọ hiểu kia. Trong khi ở nước ngoài thì Dương nói với quý vị, chỉ cần mình đi làm thôi, cái gì mình cũng có thể mua được hết. Còn ở tại Việt Nam, công nhân đi làm 8 tiếng, 10 tiếng, biểu bây giờ ra mua một cái mắt kiến Michael Kors, mua một cái chai nước hoa
Dior, Lancôme gì đó. Mua nổi không? Mua không nổi. Nhưng mà ở bên đây người ta làm 8 tiếng một ngày, người ta dư sức người ta mua. Dư sức mua. Mặc dù là người ta phải đóng thuế đó. Người ta làm bất cứ giờ nào người ta cũng đóng thuế. Mà người ta dư sức người ta mua. Người ta mua nhà. Người ta mượn tiền ngân hàng người ta trả góp. Người ta mua xe người ta trả góp. Người ta mua nước hoa. Người ta mua đồng hồ mắc tiền. Người ta mua dây chuyền kim cương, ví dụ vậy, dây nịt đủ các kiểu. Còn tại Việt Nam tại sao làm 8 tiếng mà mua không đủ? Thì cái xứ nào nó bóc lột hơn cái xứ nào? Cho nên mình đã quá may mắn hơn rồi. Mình được thoát khỏi Việt Nam đến cái xứ tự do. Hãy nhìn cho nó rõ, cho nó kỹ một chút xíu. Chứ đừng có kiểu Việt Nam bây giờ xuống. Xuống thì về Việt Nam giống như lúc ban đầu mình từ trong Việt Nam ra vậy. Trút bỏ hết tất cả mọi thứ ở cái xứ tư bản đi. Về Việt Nam bắt đầu lại bằng đôi bàn tay trắng. Thì hãy nói Việt Nam sướng và Việt Nam cái gì cũng có. Thử coi mình có khả năng, mình có đủ điều kiện để mình mua nó hay không, mình sở hữu những cái thứ đó hay không. Cho nên cái kiểu như tụi cộng sản đó, đừng có bốc phét nhé, đừng có bốc phét nhé. Đây là một cái đề tài rất là rộng ha, nếu mà ngồi nói 3 4 tiếng cũng còn đề tài, cũng còn cái để nói nữa, nhưng mà thôi ngày hôm nay nói ở chỗ này thôi. Nếu như nói Việt Nam cái gì cũng có đó à. Mà thường thường á anh chị, cái sự mà nói này á là đa phần là những người Việt sống ở nước ngoài một thời gian dài rồi đó, họ về Việt Nam họ nói đó. Nhưng mà các bạn ở trong nước á, thấy họ nói các bạn cứ quay qua hỏi, nếu mà cái gì cũng có thì bây giờ về Việt Nam ở luôn đi, bỏ cái quốc tịch Mỹ đi ha. Nếu mà họ có quốc tịch Mỹ, đừng có dùng tiền đô gì hết á, về Việt Nam sống và dùng tiền hồ sống thử coi sống được không. Rồi họ đi vô bệnh viện ở tại Việt Nam á, xem cái thái độ họ chăm sóc như thế nào, thì lúc đó coi họ có chịu đựng nổi không, chịu đựng nổi bao lâu, 1 năm hay là 2 năm, hay là sau đó là họ phải tìm cách để họ bay về lại Mỹ họ ở, thì lúc đó là mới biết chắc chắn được là cái lời họ nói đúng hay sai. Rồi thì Dương xin dừng cái video này lại ở đây nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhớ nhấn like để giúp YouTube đề xuất đến nhiều người xem hơn. Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.